Alo. Má. Thằng là bây giờ nó cho anh chứ không phải anh Nhi ơi. Chị cho. Trời ơi, thằng là bây giờ nó lấy nó quay clip. Nó cho nó dụ anh đi mua đồ ăn xong ở nhà nó nhắn tin là bậy là bạ. Chứ không phải anh đâu. Ủa có đâu. Nhi không? Sao phải gì vậy? Rồi bây giờ tự nhiên cái dạng người ta à. Nhi ơi. Rồi luôn. Nhi cũng đã làm vậy mà coi được. Ok, năm nay thì cũng đã bước sang năm mới rồi, nhưng mà cái số mình bỏ giúp giá 80% cho tất cả các quay anh em đó thì chỉ với 19k đến 20k. Thì các bạn phải có thể chốt 19.999 yên cương luôn. Đó thì cái link shop mình để phần mô tả phần lượng phía dưới nha. Hello Nhân Gồm. Đây sao? Nói chứ ngày hôm nay á, em qua nhà em định lấy cái điện thoại của Quế xuống nhắn tin cho ông Đăng Nhi á. Chia tay luôn. Đù. Đây vậy là nó khóc lọ lắm đó ba. Phải nói kỳ này cho cắm luôn. Kỳ này nó chơi quá thấy không? Chắc Quế nó khóc luôn á. Anh thấy này nó chơi đúng không? Nó chơi nó khóc luôn á. Quá chuẩn luôn. Bây giờ vô chơi nó nè. Dạ nè, đi nè. Ok em ơi, hiện tại là tôi nghe tụi này nói là về của anh em, thấy không? Giờ này mới có 2:30 trưa mà nó ngủ chưa mà. Hả? Mà được đi uống nước thì vô coi nha. Mình đây không chung đi nhẹ không nó rớt nó không cho anh được. Em bị một khẩu điện thoại đó. Ê, nghĩ nó mỏi chẳng vậy. Là trời ngủ kìa. Má nó ngủ ngon quá kìa. Nó ngủ ngon vãi nồi luôn anh em. Thì máy tính nó mở sẵn luôn kìa. À, từ bây giờ đó. Bây giờ tôi nói anh em nghe nè, bây giờ nếu mà hả, mình mượn điện thoại nó hỏi nó hất là đánh mình chết. Bây giờ anh có cách rồi. Nhờ Vũ đi mua đồ ăn hay mua gì đi. Hợp lý. Được rồi đó. Ở nhà mình nhắn. Ở nhà mình nhắn, nhà mình phá. Ừ, được. Ừ, vậy đi. Nha. Giờ nó kêu vậy, sau đó mình chuyện mua đồ ăn. Đi mua đồ ăn nha. Mày lắm. Trời ơi. Biết không? Quýt biết không? Má, nó ngủ ngoài liền ngủ luôn. Quýt. Ha! Gây! Chi gì mà mày hôn ra với bệnh? Quýt vậy cái ai nó gì chứ sao mày qua nhà của tao hoài vậy? Trời ơi, mình đổi về nữa hả? Nani? Ôi, nó cho anh tao mà, mày hết hôn tao đúng không? Ủa, hôm nay mày hôn tao tới gì trà, tao khổ tụi mày. Thật mình nó hơn mày rồi. Ngày nào hôm qua chịu không nổi. Ủa, mày hết hôn tao rồi về hả? Bệnh nó kêu mày đi mua đồ cho nó đem xuống nhà tao nữa hay gì, tao khổ. Nói chứ đi mua đồ ăn cho em đi, nó bụng. Mày nghĩ sao tao đi mua đồ ăn cho mày vậy, mày qua nhà tao cho mày không ghé mày mua đi. Thôi mua dùng đi, em hư rồi. Không biết lắm. Vậy em mới đang nghỉ nãy giờ đó. Khoảng 3 em bỏ đi ngày nào. Trời ơi, tao đi mua cho mày ăn mà mới lấy tiền tao nữa hả ba. Tiền ship mà được không? Tiền ship khoảng 100,000. 30,000. Tóm rồi thì giờ đi mua đi rồi xíu về đưa cho. Tiền rồi đi mua tao nghèo chết. Trời ơi đã ra vàng, đeo vàng không, đeo vàng nhóc chơi này là. Vàng cái này là vàng nổi. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Thôi đi ông nội. Nội. Dạ thôi không. Nội xanh hết tiền hơn. Dạ thôi không. Hơn già. Tao nghèo lắm rồi. Thôi giờ đeo vàng, như bán vàng thì mua cho em đi. Mua đi mua. Nghĩ tao kêu tao là tiền đâu tao mua. Thì mua xíu vậy em trả cho. Tiền đâu. Mấy tao ôm nha. Đu. Nè, đại gia Bình nè, đại gia Bình nè. Nè. Bóp gì đâu, có 1,000 triệu tao không nha. Bao nhiêu? 5 triệu rồi. What the hell. Nè em nội. 5 triệu luôn. 5 kêu đưa 5 triệu mà đưa cái 500 vậy. Ok ok. Đủ 1,99,999 cái gì mà ghê vậy ông nội. Dạ đưa lộn rồi. Anh em ghê không? Ghê. Đi cứ buồn quẹ. Bỏ nó đi mua đi mà ơi. Quay nha. Lâu kể tôi qua tôi mua cho nó luôn. Quay clip. Quay bộ mày quay clip ba ta đi mua đồ ăn cho mày ăn hả? Ừ. Anh em tao tình cảm anh em. Đi ông nội. Bye bye. Nhắn tin cho Đăng Nhi, gũ cho Đăng Nhi chia tay. Gì?
Vậy anh quánh mình chết rồi đi hả? Ôi hàng này trẻ trâu xì ba ông đóng rồi anh em. Thôi bây giờ mình là người sợ, mình không có tin nhắn người ta được. Nó là đủ mà mày đang coi luôn bên. Mày coi cái này mà, mày có coi trên đâu em yêu ơi. Em à. Vợ em ơi đi, vợ ơi. Thôi, ừ vợ ơi cũng được. Vợ ơi. Anh nhớ em nhiều hoặc là anh rất nhớ em nhiều. Tối nay qua chơi. Bảy. Ờ sao nó không? Sao tự nhiên không ghép trời? Sao bám. Vợ ồn. Vợ ồn. Vợ Nhi của anh à. Nhi của anh ơi. Rồi. Tao mắc ẻ giùm luôn á mày. Chào. Anh nhớ vợ lắm rồi. Đi kiếm cái kênh nào. Ê, mày nhớ mà mày đợi chia tay là sao mày? Thì được. Mình nhớ cho nó ghép. Sao nó không coi mày? Nó không coi hết trơn trời. Điện ơi. Điện cái mình tắt. Mình tắt cái mic nè. Nghe xong mình tắt. Nghe chung không? Rồi ơi. Rồi sao bạn Nhi này bả đâu rồi trời? Bả đâu có teo rồi. Nghe máy đi. Rồi xong rồi. Xong cuộc tình em ơi rồi. Nghe máy giùm cái rồi. Trần Thị Hoài Nhi, tình đẹp dưới thang. Đúng rồi, ghê, quý một ngón khác ha, điện hòa bắt máy luôn. 2000 years later. Anh em ơi, đợi nãy giờ, bây giờ cái bà đang Nhi bà có ghép rồi anh em. Giờ nói gì nữa giờ bay? Anh không có chuyện muốn nói. Anh có chuyện muốn nói hả? Chuyện này thật khấm lọ. Anh có chuyện này muốn nói với em lâu lắm rồi. Anh ấp ủ 2-3 tháng nay. Quan trọng lắm. Mấy ngày nay. Quan trọng lắm. À, quan trọng lắm hả? quan trọng lắm gì nè kiểu quan trọng á. Nó tôi nhắn tin đâu phải mày hả? Ai cần buồn cho tao? Ai cần buồn hả? Ai cần nè vô dễ cho ngắn gọn. Cuộc sống này đã quá gian nan. Gì vậy ông nội? Sao chưa ghép ghép mà? Lâu quá à, tức á đó, đó. Xin lỗi. cái gì tao đố mày nhắn cái gì rồi mày nhắn gì nói là em đừng có buồn nha. Không anh thấy bắt đầu anh thấy không đừng có nhắn vậy đó. Anh nói ra em đừng có buồn. Anh nói ra không. Em cũng gì sao em đừng buồn nhé. Anh nói ra em đừng buồn nhé. Buồn nhé hả? Thì mình cũng đã yêu nhau 1 năm rồi. Đúng rồi. Nhưng gồm Free Fire. Nhưng gồm Wonder Mai. Thì mình yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi. Tình cảm gì? Tình cảm không, của anh đối với em. Từ khi quen em anh đã có được nhiều thứ gì đó. Không phải em tao. Từ khi quen em anh mới biết thế nào là yêu. Từ khi quen em anh cảm thấy rất hạnh phúc. Từ khi quen em anh đã mơ với nó nha. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc và yêu cái gì? Hạnh phúc quả gì? Hạnh phúc rồi ha. Hạnh phúc rồi, hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Anh yêu em rất. Cái gì đó giờ? Gì ta, em chỉ thôi anh em. Hạnh phúc rồi đúng không? Nhưng hôm nay anh bắt buộc phải nói ra. Nhưng hôm nay anh sẽ quyết định. Nhưng có chuyện này anh ấp ủ dài mấy bữa dài rồi. Nhưng có chuyện này anh suy nghĩ. Nhưng có chuyện này anh suy nghĩ. Anh suy nghĩ mấy bữa. 3 bữa nay. Ba bốn ngày nay. Rồi. 4 ngày nay rồi. Rồi. Hôm nay anh quyết định phải nói ra. Thì mình cũng cách xa nhau mấy ngàn cây số. Anh quyết định phải nói ra. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Anh chịu được hết nổi rồi, anh phải nói ra thôi. Được. Thì hôm nay anh phải nói ra thôi. Cho nhẹ lòng anh. 18 chị ơi. Có gì nói đi. Rồi xong rồi. Nè. Nhưng mà em chúng nói ta dừng lại ở đây nhé. Thôi giờ mình nhắn hẳn. Nhắn thẳng với hẳn vấn đề. Nhưng mà anh nói ra em đừng buồn nhé. Hồi nãy nói rồi mà. Lòng vòng thế. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Rồi chơi hẳn luôn kìa. Chúng ta ok chơi hẳn luôn. Chúng ta dừng lại thêm 3 chữ găng. Rồi chúng mình. Dừng lại. Chúng ta đi. Chúng mình đi. Chúng mình dừng lại. Dừng lại ở đây. Nhé. Ở đây mèo. Ở đây mà mày ghi ơi đây là nào hiểu. Ủa, nhắn kỳ vậy. Ở đây nhé. .. buồn. Ha. Lộng. Anh muốn làm ăn hơn là anh tình yêu. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh không hợp với em.
Găng. Anh muốn làm ăn đi mẹ ơi, làm ăn. Dạ, trời. Chắc kịp in the cell. Ủa, dạ. Ai mẹ rồi. Ê, quý về chứ giờ đánh mình chết đó ba. Ê, đùa nhau anh. Từ lại lẹ đi, quý về. Gì về. Đùa nhau nha. Anh nghiêm túc. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Kỹ lắm rồi. Anh muốn lo cho công việc trước. Ê, nhắn tiếp nè, thấy chán người ta rồi hay gì chứ ở đó mà suy nghĩ. Quả này là anh đá mình cắm cái đầu đó. Má, kiểu này chắc quý giờ chắc chết quá trời. Hình như nó cắn rồi lùm nó lên, miếng thịt cho mày luôn. Rồi sao giờ bay? Thôi lỡ rồi, chia tay chia đại đi, mình trốn. Trời ơi, bây giờ mình xóa biệt danh, mình xóa gì hết đi. Ừ, mình xóa biệt danh là nó sợ liền à. Đô. Lai nè. Ôi, chết bò thư giãn đâu phải. Cái này nè. Không, cái màu xanh mà. Không, cái này, đúng rồi. Vậy đi. Anh quý, anh quý hả bé gì? Bé gì nè. Xin cái tụi. Tạm biệt em nhé. Không, anh chúc em có một người, cái gì? Anh chúc em hạnh phúc. Tìm được một người. Không, anh chúc em hạnh phúc với người con trai mới. Với mối tình mới. Anh đi đây, bye bye. Nhân gồm on the mic. Căng. À, mình phải nhả mình. Chào em nhé. Tạm biệt. Cái gì? Thật là vờ lờ. Má quả này là đắp. Quả này má quý giờ chắc giết tụi mình chết quá trời là trời. Thôi chặn luôn đi. Thôi chặn luôn đi. Chặn mình chặn luôn mày khùng á, chặn chửi đó, chặn bánh. Thôi chặn quýnh chết mình éo hiểu cái gì rồi. Chặn em nhé đi chặn. Ờ cái gì? Chào em nhé. Bye bye. Bye em. À, chào em. Ừ. Anh đứng ra từ chịu. Chào em. Chặn luôn đi. Ghét. Chặn luôn. Thôi chặn tiểu thôi. Thôi gì được rồi. Thôi gì rồi. Giờ em rồi. Chặn tiểu ghét hết. Má buồn khô chết luôn á trời. Mình chơi ghét. Cảm ơn em vì Thời gian qua đã ở Bên cạnh anh. A few minutes later. Trời ngon, có này gì vậy? Gì chuối gì vậy? Ủa rồi mày quay clip hay ăn kem hả? Ừ, ăn kem mà. Hôm nay em sẽ làm clip ăn kem nha. Đây là kem anh em, review kem nãy. Làm clip ẩm thực Việt Nam. Ngon quá bro. Để cái gì của tao chê. Thôi toàn. Ăn cơm chó nè. Ăn cơm chó anh ghét ha. Tôi mắc ra rộn nè. Ăn tao chưa có hành vị á ba. Dễ. Vợ ơi gì của anh ơi, tụi tao có nhắn đâu? Ủa sao mày hỏi người ta nhắn? Mày hỏi ai nhắn cái khùng cái gì á? Hả? Anh có chuyện muốn nói với em lâu lắm rồi, quan trọng lắm để mặt buồn. Chuyện gì anh nói ra em đừng buồn nhé. Thì mình yêu nhau cũng hơn một năm rồi. Ý gì? Từ khi quen anh, quen em hay không anh? Cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng có chuyện này anh suy nghĩ bao ngày rồi thì hôm nay anh nói ra luôn cho nhẹ lòng. Dạ. Có gì nói đi. Lòng dạ. Thế gì vậy? Tổng dọc lên đó mọi. Đúng rồi, đừng lại ở đây nha. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Ủa, đùa nhau mà. Anh nghiêm túc. Đang bình thường tự nhiên thế. Anh suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thấy chán người ta rồi hay gì? Tự nhiên mày dán người ta cho mày nói gì vậy? Ừ. Chứ ở đó suy nghĩ rồi mày đổi biệt danh hết trơn luôn. Anh nói gì không hiểu gì trời. Nếu mà khẩu. Anh chúc em hạnh phúc với mối tình mới. Thật là vờ lờ. Với bà lộn với gì? Chào em. Coi nè. Cảm ơn em vì thời gian qua đã bên cạnh anh nói dễ thế. Kìa như tính nhắn không? Chia tay luôn kìa. Mày nhắn gì vậy? Mày nhắn không? Thì có nói mới biết. Mày nhắn rồi. Quý ghi mặt từ cười kìa anh Quý. Mặt từ cười đó nè. Làm gì? Má làm không biết chia tay Nhi luôn. Thì tao mới đi mua bánh đó mà. Toàn thật sự quý á. Thì hả? Nãy giờ mình ngồi chơi game không hả? Mới đi mua bánh đó mà. Đừng có xạo. Rồi bây giờ tao nhắn bả ba không ghép luôn. Ai biết mẹ. Sao tao mày chơi kỳ quá đi trời. Tao nhắn người ta mà lấy đợt thì nhắn tin như chia tay kiểu đó trời. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôi đọc đâu nội, ngáo hả? Nãy giờ đi, làm con phim mà. Má hàng gì kìa.
gì hay anh nhắn tin em không biết á, mà bây giờ tao nhắn tin nó không ghép luôn nè. Anh không biết đâu, để em có đụng không? Làm sao biết mật khẩu anh này không? Mật khẩu anh là gì không biết, không như lộ biết mà. Rồi luôn. Ủa, tụi mày nhắn cho mày nó hừa tao. Thôi mà tao không biết đâu, anh ngủ vậy? Vậy nội. Rồi chứ tao đấm tụi mày quá. Nữa là rồi xong này đi. Thời đi ra tụi mày đứng vô nhà nó, bây giờ tao điện cũng được. Lấy mày kia rồi, cho tao miếng này. Đó. Rồi. Chúng mày biết mày tương hợp đi. Cái gì vậy trời? Rồi lắm nó hỏi. Cái gì vậy? Má làm gì mà gọi chị lại quá ơi. Má thì chơi vậy mày chơi được không? Lớn vậy thôi rồi. Thằng là bây giờ nó cho anh chứ không phải anh Nhi ơi. Chị cho. Trời ơi, trời, thằng là bây giờ nó lấy nó quay clip. Nó cho nó dụ anh đi mua đồ ăn xong ở nhà nó nhắn tin là bậy là bạ. Chứ không phải anh đâu. Ủa có rồi. Nhi không? Sao mày vậy? Rồi bây giờ tự nhiên cái dạng người ta à. Nhi ơi. Rồi luôn. Nhi nó làm vậy mà không được. Chưa đủ rồi. Rồi bây giờ cái hôi nhé luôn rồi. Lỗi đi ông nội. Tôi nó đặt cái đầu mày không? Tin nhắn của người ta mà đi làm gì vậy trời? Ngâm nè. Rồi bây giờ bớt ơi dặn tao. Thì lỗi anh nội. Không biết gì đâu. Nói mình định chơi vậy mà nói chơi được cái trời. Sao mà chơi gì kỳ vậy trời? Nói thiệt chứ, tao không ngồi chung với mày đâu. Còn ngủ nó chơi nữa. Làm người sống làm sao chứ coi được chứ đi quên. Ngủ tay với 18 vô. Chỉ nó nói chơi gì. Má nữa tao nói rồi, mày qua là lột nổi ám ảnh nhất trong chuyện này tao. Hết chuyện nó dụ tôi đi mua đồ quay nữa. Nó còn kêu tao đậu xanh. Đây rồi mày làm chung tôi đi cái mày chửi tao. Ai biết mày chơi vậy người ta chia tay rồi. Má Bình ơi, nữa mày đừng qua nhà tao nữa Bình ơi. Làm người ta khổ vậy mà coi được. Tự nhiên làm gì làm chơi con chứ cái giờ bỏ dặn tao luôn rồi. Giờ mày làm sao mày xóa xóa biệt chặt. Thôi tao lại mày. Thôi lỗi đi. Để tao nhắn ba chân điện thoại rồi. Nhắn cái đầu mày bây giờ dặn tao rồi. Mà tao nhắn tao giấy hết cho. Cho mấy bạn má mà. Bây giờ mày điện bảo Liêm lần nữa mày giấy hết cho tao đi. Tao không biết đâu. Cho tao. Thiệt chứ cho anh kiểu gì kỳ thiệt chứ. Ra rồi, ghét cho anh xong chung cái giờ chửi em. Anh em làm gì mà coi được quên. Rồi, làm vậy coi được quên. Không má nó trời, không má cái trời. Nên nó vui kể cho người ta mãi vui cái cần hoài không rồi. Má thiệt chứ. A few minutes later. Alo, chị Nhi ơi. Em Bình nè. Nãy em giỡn, tại nãy Quý đi rồi em làm clip em cho anh Quý chứ thật sự là Quý chỉ yêu thương chị rất là nhiều. Chị đừng có giận anh Quý đi nha. Chị mà chờ anh Quý là anh Quý. Thì em xin lỗi chị. Chị nói là không nghiêm túc được ạ, mẹ người đó. Dạ em xin lỗi chị. Găng Em cho găng cái đầu của em. Cái đầu của em. Em ơi. Chị hỏi cho em chứ Quý được. Level non đồng mà. Em không. Chứ giờ chị giận Quý hoài là Quý nó giết em á. Giận em á. Không, tao cho nó qua nhà luôn. Thì tại Quý kìa, chị xem clip Quý đó. Quý cho em khóc luôn á, chị thấy không? Thấy thương em không? Được khinh mày đó con. Rồi nó chứ đừng giận Quý đó nha. Nice. Ok, nó chứ xin lỗi anh Quý nha. Mày nhắn nữa là tao ra đường tao ngủ thiệt đó ba. Gì mày ra đường ngủ hả? Tự nhiên nhắn tin với người yêu tao đòi chia tay mày bị ngáo đá hả ba? Thôi. Mày qua là một nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời tao. Rồi nó chứ đừng giận nha, mốt cho anh thôi. Giận cái đầu mày chứ giận. Mặt kìa. Giờ ba ăn cô hoàng đế đi ông nội. Rồi đi luôn nè. Đi luôn không? Đi luôn. Không giận nha. Đi thay đồ. Rồi không. Ba đi nha.